sóng giật, trào cử vân vân, hoặc là những cái khát vọng, những cái tham vọng mà không yên nghỉ ở trong lòng, luôn luôn trở ngại, luôn luôn chi phối, ngồi thở hơi cũng yên, cuồng chi là đi vào thiền tuệ. Cho nên khi mà quý vị mà đi qua lộ trình thiền tuệ này, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm qua niệm pháp á, là nhìn mặt chị tên những cái chỗ ngài đó. Mình thấy ý nó giải thoát, nói tâm giải thoát, tự giải thoát thật sự không phải đâu. Giải thoát khi đó thôi, một chút đó thôi. Và đôi khi ngồi cũng sống thuyền đi em. Một hồi trong người sống tâm trở lại. Thế chứ chưa yên đâu, láo sao trở lại. Cho nên niệm pháp là niệm, đầu tiên là niệm những chữ ngài, ghi nhận những chữ ngài khi mình ngồi. Đầu tiên mình có thể an tịnh thời gian, an tịnh thời gian, an tịnh khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng một hồi thì phiền não lâu đời ở trong vô thức, ở trong tiềm thức, ở trong dòng phân ra, nó trào vọt ra, nó chi phối thân tâm mình. Cho nên niệm pháp là đầu tiên là chỉ mặc đặt tên, coi thử những cái truyền cái đó, những cái mà luôn luôn hiền hữu, hiền diện, đòi hiền diện để phá rối sự an tình của tâm hồn, phá rối thân tâm trí chúng ta. Đó là hôn trầm tùy nguyên, nghi, sân, trào cử và dục. Ghi nhận như vậy gọi là niệm pháp. Mình ghi nhận một hồi là mình chỉ mặc đặt tên là nó ra đi. Thì cứ nhận, để đó khi này mình có niềm, đó là niềm pháp. Khi này mình có tấn, như vậy là niềm pháp. Hoặc là mình bắt đầu mình lắng nghe, mình lắng nghe trở lại, lắng nghe trở lại, quan sát trở lại thân thọ tâm pháp của mình có gì đột ngột phát sanh hay không. Thì có thể là chúng ta quán thì thân còn người sắc thọ tưởng hành thức cùng gọi là niệm pháp. Chúng ta quan sát thì thập nhị nhân duyên cùng gọi là niệm pháp. Đó là niệm pháp trong tu tập cụ thể. Còn cái niệm pháp mà ở trong kinh văn này thì cô đồng hơn nhiều, cơ đồng hơn nhiều và tính yếu hơn nhiều. Cho nên cái niệm pháp thứ nhất là vô thường tùy quán. Nghe cũng mệt hả? Vô thầy nói thì cũng mệt. Vì gì nghe mệt đó. Mà cái chỗ nào cùng thuộc ngữ không ạ? Niệm pháp đầu tiên là vô thường tùy quán. Vô thường là nó không thường. Vô thường nên là thay đổi. Thay đổi vô thường là bản chất của tâm và pháp. Nói rộng hơn, bản chất của hữu phi pháp. Tất cả cái gì cũng vô thường, thay đổi cả. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi xuân, buổi hạ, buổi thu, buổi đông, buổi hoa nở, hoa tàn, vân vân. Mình nên còn tóc xanh mới đỏ, thầy tóc xanh mới đỏ, bây giờ tóc bạc rồi, vô thường, thường thay đổi. Đó là cái định luật tự nhiên của đất trời. Nếu không có định luật vô thường thì quả đất này tiêu hoại và không có chúng ta. Nhờ vô thường cho nên cái hạt cam mà trở thành cái cam sinh ra cái cam. Nhờ vô thường cho nên cái hạt trứng cúc thằng này sinh ra hoa cúc đẹp đẽ như thế này. Nhờ vô thường cho nên chúng ta có gạo ăn, cơm ăn, cho tới có áo mặc. Nhờ vô thường cho nên một xã hội xấu xa sẽ có một xã hội tốt đẹp. Nhờ vô thường cho nên mình thay đổi từ người xấu ác trở nên người tốt hơn, hiền lương hơn. Thì vô thường quý báu như vậy á. Rồi mình gọi vô thường khổ. Đức Phật nói trật rồi. Phải không? Phải Đức Phật nói trật không? Phật nói tào lao. Nhờ vô thường cái đỡ mình có áo mặc, có cơm ăn, có hốc cúc nhìn đó. Độ ai là Đức Phật nói có thật không? Rồi thì sao?
thường chiều kia nữa hả? Tại nó có vô thường chiều kia nữa, tức là một người tốt có thể thành người xấu. Rồi rồi một người xấu thành người tốt. Rồi xã hội an bình tự nhiên chiến tranh. Cái hiện trường tranh nó còn hòa bình. Đó, định luật tự nhiên làm sao Đức Phật nói vô thường khổ? Bộ ai biết? Giờ vô minh không này? Không, thầy nói vô thường khổ thôi, cho thầy nói vô minh cái nào? Bài sướng là có thể sẽ là khổ, hoa nở rồi hoa sẽ tàn. Tại sao mạn giặc thiên sứ nói mạc vì súng tàn hóa lạc tầng đình tiền tạc già nhất ký mái? Chữ bào xuống tàn hoa rụng hết, đến hoa sống trước một cành mái. Cành mái nó là luôn nhé. Mà xuống hoa tàn hết, cành mái tàn nhé. Mạc về xuống tàn hoa lạc tầng. Đừng tưởng á, xuống tàn rồi hoa nó rụng hết. Mạc về, mạc là chở, đừng. Vì là bảo, chở bảo xuống tàn hoa rụng hết. Đình tiền là tự sống, tạc già là đêm qua. Đình tiền tạc già nhớ kiếm mai, còn cần mai. Hay, có hay không? Cái mai là nợ ở đâu vậy? Mình tự sống là vô lý. Tự sống hiền thì cụ thể đó thế mới đúng. Bởi vì tất cả đều tàn đều rụng mẽ. Chả hôm nào giảng bài thôi, thầy có việc một bài rồi đấy. Một tiếng dài về thơ này trên mạng á. Mà từ xưa đến nay mai tiếng dài cho thầy cả, không ai được thử đi. Thầy lấy Minh Sạc Tuệ thầy giảng cái bài thơ đó. Cứ có cái bài thơ của mạng giảng thiên sứ trong đó chắc có bài của thầy đấy. Bây giờ năm nào có cái trang mạng này, trang mạng này khả năng lại bài đó. Nói thử ra nói lạc đi nghe, nói thử trở lại đi. Vô thường, vô thường khổ, vô thường tùy quản. Chỗ này á, là rất nhiều thiền sư, giảng sư nói trật. Ví dụ như có câu nói rất hay. Thì quan sát, mọi sự, mọi vật đều vô thường. Chỉ nghe đúng được. Có sai đâu, nhưng mà sai đấy. Đức Phật cũng thèm quả của xuân hoa. Có chừng chúng ta sai lầm. Thầy nhớ có một lần năm đó là năm 73. Thầy là người là đền chuông. 2 giờ sáng về đền chuông để cho hành giả thức dậy hành thiền. Hành thiền gọi là hành thiền tích cực. Mọi người đều hành thiền 7 tháng. Hành thiền tích cực. Thì 2 giờ sáng thầy dậy gõ chuông. Thì thỉnh thoảng thầy vô quạt cho ngài giới nghiêm để cho một số hành giả là lên trình pháp. Có cái bàn là người Đà Nẵng tu tập cũng kỳ cựu. Thôi dẫu tên đi. Vì bà mất rồi, dùng đến về hương hồn của bà. Bà nói bạch ngài, hôm qua con thấy rõ vô thường. Ngài nói sao? Khi vào thiền định ấy, thì con nhìn thấy một cái sáng biết đó. Nhìn một hồi đó bao nhiêu lá nó rụng hết. Thì rõ ràng đang sáng như vậy mà rụng hết là vô thường thật. Ngài có thể vô thường nữa. Ngài lo cho một hồi. Cái vô thường của bà là cái tượng trí, chứ không phải là cái thực. Cái thực là thấy hoa rụng hoa, cái lá nó rụng xuống này, thấy cụ thể trước mắt ấy, nó đáng hiền hiền, đáng có. Do tượng trí. Mà bây giờ, giả sử như bây giờ mình nhìn, mình nhìn chiếc lá mùa thu, nhất là qua cả cái sự mà Tây Phương á, mùa thu là hoa nó đỏ chặt cả rừng, nhất là bàng á, là phóng á.
mình thấy nó rùng, tôi thấy vô thường, có đúng không? Đúng. Ừ. Sao lại cười em không nói? Thật ra vô thường vô ngã của trời đất nó có lúc khác. Vô thường vô ngã của tâm niệm mình, của các trạng thái tâm lý này mới đưa đến lúc khác. Quý vị nhớ cho điều đó đó. Có rất nhiều người đòi là quản vô thường mọi sự mọi vật, mọi sự mọi vật là vô thường. Đức Phật cũng thêm quản mọi sự mọi vật đâu, ngay quản này này. Các trạng thái tâm lý khổ lạc xả hỷ ưu thương kẻ hận thù cũng mọi thứ đó nè, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi biến hoài liên tục đó, đó làm tâm ta điên đảo, làm tâm ta lăng xăng tạo tác đủ mọi thứ trong đời. Đó. Thương thì bất thương tận cùng bất khổ, ghét bất ghét tận cùng bất khổ, hận bất hận tận cùng bất khổ, cái gì nữa được khổ hết. Chúng tiên đến vô thường vô ngã của các trạng thái tâm lý của chúng ta mới đưa đến lúc khác. Những ước vọng ước mơ thay đổi vô thường đến này mới đưa đến lúc khác. Cái nữa là quan trọng nhất mà rất nhiều ngài gặp sai. Đức Phật cũng thèm để ý cái vô thường vô ngã của trời đất, bởi vì bình luận tự nhiên không có nó thì là làm chi có một chút ngà cũng đóng. Cho nên vô thường tùy quản là mình quay lại nội tâm mình. Đó, quay lại trở lại thế nào? Lắng nghe cả cảm thọ. Cảm thọ, cảm thọ đến thân, khổ, lạc xả vô thường thay đổi. Vô thường thay đổi. Nó vô thường, vô ngã là mình thấy thức đó. Một cái cảm giác đến tâm hoặc là hỷ ưu, nó cũng thay đổi. Vô thường, vô ngã. Không vô ngã mà cái hiện năng đó phải mình chết. Chưa cháu. Cái lạc năng hoài đó mình chết. Có một nhà thơ nói hết cương điều, nhưng mà mình cũng thấy cái tốt thơ không thấm thiết, để mà thấy cái sự thực của thế gian phải. Có cái này thì có cái kia. Ông nói là nếu có địa ngục thì thiên đường buồn tẻ thì bao nhiêu. Có địa ngục lên thương đường mới thấy sướng. Chắc không có địa ngục thì bắt thiên đường bắt lên nên vui mãi vui hoài mà cũng chết luôn. Cho nên vô thường thì quán trở lại quan sát nội tâm mình. Cái gì mà thay đổi vô thường vô ngại, vô thường vô ngại, vô thường vô ngại. Chữ ngộ vô thường vô ngại chỗ đó là mình thấy thực với chính mình á. Đang duyên sanh duyên khởi với chính mình á. Nhất là trên quản pháp á, là vô thường tùy quản. Thứ hai là ly dục tùy quản. Thì ly dục tùy quản là tất nhiên là thằng có cái chữ là có từ Pali. Sát tình lý dục này là tự nhiên gì những cái năng lực tâm mà muốn bám víu chính mắc à vào cả cái đối tượng lục trần. Bởi vì khi mà thấy vô thường tùy quán rồi, vô thường tùy quán rồi thì rõ ràng vô thường vô ngã rồi, là tâm mình bắt đầu nó không bám víu. Bạn thì cho nên khi nó là lý dục đồng nghĩa với xuất gia đức khám ma, tự nhiên rời bỏ mọi cái dính mắc, gọi là dính mắc. Chứ tùy quán này dịch cũng chưa chính xác. Theo từ nguyên Pali á, chữ này có nghĩa là người đứng quan sát. Người đừng quan sát, chẳng phải tùy quán, người đừng quan sát. Giống như mình ngồi tại mình quan sát cái này cái kia này à.
Cho nên ví dụ như vô thường thì bảo là người đừng quan sát vô thường, đừng quan sát thì thay đổi. Giống như mình ở ngoài cuộc, mình quan sát cái vô thường thay đổi. Người quan sát mình chính là tuệ giác đấy. Lý dục tùy quản vậy, mình đừng quan sát cái trạng thái không nhiễm mắc cái này, không nhiễm mắc cái nọ, vô ngại. Cái chỗ này á, thầy mở một đơn để biết là trong hang tàng á, khi mà dịch một số thuật ngữ pháp lý á, cái nội hàm nó chưa được chính xác, sinh ra hiểu lầm, sinh ra tu tập lầm. Ví dụ thế này, thuở mà thầy mới xuất gia sa di á, tính tận cực kỳ, tính tận cực kỳ. Cho nên thường thường mà khi nào mà quý vị thầy đại xuất gia sa di nên làm thí chủ, vì tâm sa di trong sáng, sau này càng tu là càng nhiều đồng. Tâm sơ xuất gia rất là mạnh, rất trong sáng. Cái thời kỳ đó mà thầy ăn cái nếp địa số 4, cái nếp một sao, mà thích ăn một sao ấy, người thọ thấy xuống hướng trí cũng được rồi. Đấy là tham, lựa chọn cái ngon. Và như vậy là cái trăn trở biết ấy. Bao giờ mình thích cái ngon, thích cái đẹp, nhìn cái hoa đẹp mình sờ không dạo thế là hoa đẹp, sờ tham. Phải không? Đấy. Để ra sau này mình nghiên cứu pháp lý là phải tật hết, tật cả. Cũng là muốn, cũng là tham, cũng là ái, cũng là dục, mà có những cái từ khác nhau. Ví dụ như chân đa, tạo dịch là dục, tạo dịch là dục. Nhưng nó cái chân đa là ước muốn thuần túy, ước muốn thuần túy. Tôi muốn đưa cái tay lên, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống nước, thì nó chỉ là cái muốn thuần túy chứ có tội chứ cả. Đó, đây là chỉ chánh đà. Mà tao thì chỉ trục. Thầy thì chỉ trục là mình sợ rồi. Mà thật ra chỉ chánh đà có nghĩa là ước muốn thuần túy. Muốn làm cái nhà, muốn làm cái toilet, muốn dọn dẹp cái sân, muốn nấu cơm, muốn quét nhà. Cái muốn nó tôi lấy gì đâu. Nó là chánh đà. Cái chữ thứ hai là pê ma. Pê ma cũng dịch là thương yêu luyến ái, thương yêu luyến ái. Mà thật ra không phải. Pê ma là tình cảm thương mến tinh khiết. Ví dụ như ta thương con, mẹ thương con, tình cảm đó, tình thân thương đó, quyến thuộc đó là pê ma. Cái thứ ba là tăng ha. Tăng ha thì tàu gì cũng là ái. Đôi nên dịch là ái dục. Không được thầy phân tích là thầy sai rồi đó. Trong cái tăng ha nữa là có cả tham sân, có cả thương ghét, mà tàu dịch ái cũng trật luôn. Thật ra không phải trật, hoặc là thiếu chữ, hoặc là không có cách nào để nó diễn đạt được nó đổi hàm từ bên đi. Cho nên trong tăng ha đấy không được thầy nói là có cả tham, sân, thương, ghét. Đó. Cái gì mà thích á, thì nắm chắc, bám víu, muốn nắm giữ, lực hút, sân, lực đẩy, bực bội, khó chịu, phụ nhận, chối từ. Đây nghĩa nằm trong người tăng ha hết. Cái từ thứ tư, cái thứ tư là cái từ mà raga. Raga, chữ raga ni là riêng dùng cho tình dục này. Đó, cũng dục mà dục thuộc cái tình dục. Cho nên chỗ nào anh cũng dịch dục cả mà. Và khi mình dịch kinh mình dịch tầm bậy luôn. Đó là sự thật đó. Có lần thầy dịch cái toàn bộ kinh văn pháp lý đó,
thầy cũng biết theo dựa vào đó. Sao ra từ nguyên á, mình tìm được cụm từ này: hỷ dục, ái dục, tham dục, luyến dục, đủ mọi dục khác nhau. Đó là nhờ tìm cái từ nguyên mà đi, mình thêm chữ đâu nữa mà đúng nghĩa. Cái này thuộc về ái dục, cái này thuộc về tình dục, cái này thuộc về luyến dục, cái này là thuộc về hỷ dục, hỷ dục, cái này thuộc về tham dục. Có cái từ nửa về mà đôi khi chỗ dịch dục dịch tham là chỉ lúc pha, lúc pha là tham đó, tự nhiên cái gì mà cũng vũ chuyển vũ là cái phải tham, giống như là uống rồi mà dính mà bị mít vậy đó, để vô trong là nó dính luôn. Vậy thì lý dục tiêu quán cũng nghĩ rằng là mình rời xa tất cả mà bị dính mặt thì tâm mình cái đó là mình đừng quan sát, mình đừng quan sát cả trạng thái tâm nó không còn dục, nó không cắt dục, vô thường tùy quán, lý dục tùy quán, tịch diệt tùy quán. Tịch diệt tùy quán, tịch diệt lý là vẫn làm tham sân si, vẫn làm các hành, tên gọi khác của niết bàn. Và cuối cùng là xả lý tùy quán, xả lý tùy quán, nó phải có niết bàn đó, phải xả lý đấy, đừng có chấp thủ. Chỗ này thầy giảng rộng ra một chút, giảng rộng ra một chút để biết cái xả lý tùy quán này. Có một lần tôn giả Xà Lợi Phất nghe tiếng tôn giả Phủ Lâu Na là một bậc trí tuệ, một bậc luận giải có đầy đủ trí tuệ phân tích, mà hai người chưa hề gặp mặt nhau. Ngài Phủ Lâu Na rất là kính trọng tôn giả Xà Lợi Phất, bậc đại trí tuệ tương tự của Đức Phật. Hai người nghe danh nhau ai bậc trí tuệ mà chưa gặp nhau. Hôm đó hai vị gặp nhau mà không biết tên nhau, thì tôn giả Xà Lợi Phất mới thấy ngài Phủ Lâu Na sống đời thanh tịnh quá, đức hạnh quá, trí tuệ biền tài, cho nên mới tới mới hỏi đạo. Ngài Xà Lợi Phất hỏi ngài Phủ Lâu Na: bạch ngài, ngài có một đời sống thân khẩu ý rất là thanh tịnh, rất là nghiêm minh, ngài có một giới hành trống sáng vòng vật, ai cũng nghe tiếng, ai cũng nghe danh, ngài là vừng trống sáng trong giáo hội về đức hạnh. Vậy thì xin hỏi ngài, có phải là cái đời sống giới hành như ngài, có phải là trú cảnh của sa môn hành hay không? Tại sao không phải không? Ngài Phủ Lâu Na giả thưa không phải. Ngài Xà Lợi Phất nói điều đáng ngạc nhiên đó, bởi ai muốn cái đức hạnh trong sáng như trăng vằng vặc vậy? Ngài nói là cái giới hành đức hạnh không phải là trụ cảnh sáng của mình. Vậy thì tôi thấy rõ này, khi một người giữ giới được thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì tâm bắt đầu thanh tịnh. Đấy nè, vậy tâm thanh tịnh có phải là cứu cảnh của sa môn hành hay không? Ngài Phủ Lâu Na nói dạ thưa, cũng không phải. Để ý nè, tâm thanh tịnh còn chưa phải đấy. Vậy thì cho tôi xin được hỏi tiếp. Bởi vì tâm thanh tịnh thì những cái thể biết của mình bắt đầu chân sạch, bắt đầu chân sạch. Vậy thì qua cấp độ thứ 3, có phải là cứu cảnh sám hành đưa đến kiến thanh tịnh? Tất nhiên là cái thấy thanh tịnh bắt đầu qua phàm trù của tuệ đó. Ngài Phổ Lâu Na thưa giờ cũng không phải, cũng không phải. Thì ngài Xà Lợi Phất người ngạc nhiên hỏi tiếp:
cái người mà có kiến thanh tịnh rồi á, thấy biết mà trong sáng chân sạc rồi á, thì chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc. Nghi hoặc về nhân quả, nghi hoặc về thiện ác, nghi hoặc về đời này đời kia, nghi hoặc về luân hồi tự sinh. Có phải là đến cấp độ thứ tư là đoàn nghi thanh tịnh. Đoàn nghi thanh tịnh có phải là cứu cảnh của sa môn hạnh hay không? Ngài Phổ Đức Ra Già thưa, xin thưa, cũng không phải. Không phải. À, thì bắt đầu này, Ngài xả lại phải khỏi tiếp. Thường thường mà khi mà mình chấm dứt tất cả mọi nghi hoặc, thì mình biết rõ đâu tà, đâu chánh. Có tri kiến bên này chân chánh, tri kiến bên kia không chân chánh. Cho nên cái cấp độ tiếp theo là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo về phi đạo tri kiến thanh tịnh, tự nhiên cái tri kiến thanh tịnh thấy rõ đây là đạo, thấy rõ đây là phi đạo, có phải thế chăng? Để xin thưa cũng không phải. Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp, vậy thì trên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là đạo tri kiến thanh tịnh. Đến đi, đến đi, đến đi, còn đạo, có phi đạo thì phải rời phi đạo đi, để trên đi còn đạo tri kiến thanh tịnh, có phải vậy không? Dạ thưa cũng không phải. Cấp độ tiếp theo nữa, thứ sáu là khi mà đạo tri kiến thanh tịnh rồi thì nói đạo làm chi nữa, chỉ còn là tri kiến thanh tịnh, có phải vậy chăng? Xin thưa cũng không phải. Bảy bước là gọi là kinh trầm xe. Rồi Ngài Sản Bức hỏi đây, nếu đào phi đào tri kiến thanh tịnh không phải, hay là gồm tất cả giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đào tri kiến, đào phi đào tri kiến, đào tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh là cứu cảnh của sa môn hạnh, mà xin thưa cũng không phải. Rồi bắt đầu Ngài về Phổ Lô Na mới nói này, không phải thế đâu. Giống như một người mà đi xe ấy, ngồi trên một chiếc xe, thì giới thanh tịnh là trạm thứ nhất, trạm thứ nhất. Lìa bỏ giới thanh tịnh được qua trạm thứ hai là tâm thanh tịnh. Lìa cái tâm thanh tịnh, chiếc xe bước lên cái kiến thanh tịnh. Từ trầm xe kiến thanh tịnh bước qua là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là trầm xe bước qua đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh bước qua tri kiến thanh tịnh. Thì Ngài là Phật, đó phải là cứu cảnh sa môn hạnh hay không? Nói không. Phải rời bỏ cái tri kiến thanh tịnh để bước tới vô thủ trước bản niết bàn. Tự nhiên là bảy thanh tịnh này chỉ là bảy trầm xe để đi đến vô thủ trước bản niết bàn. Cho nên niết bàn cũng xả đi. Nhưng tại sao tịch diệt tùy quán tương ương của niết bàn rồi và nói cho nên niết bàn, mà cái quán pháp cuối cùng là còn là xả ly tùy quán. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên không còn kiếm mắt, không kiếm mắt. Nói cho hết về pháp mà răng khô cổ rồi đấy. Bây giờ còn 5 phút nữa là 9 giờ. Máu chè à? Dạ. Ở Niết Bàn rồi. Còn Niết Bàn xả ly rồi chứ không đòi gì nữa. Vừa đi làm mấy đây? Ngày hôm ba làm chi không? Dạ, sư có đi bên đây luôn không ạ? Không, bây giờ thầy ngày mai thầy ở ngay Việt Kỳ Sanh đóng tư nhập.